Hello, hello hello xin chào anh em nhé chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh cầu bóng văn khánh của mình. À, thì cái video tiếp theo này văn khánh sẽ tiếp tục đem đến cho anh em các cái lượt trận của ngoại hạng anh đi Để diễn ra vào ngày mai dạng sáng ngày mai anh em nhé lúc 00:30 chúng ta sẽ có Brentford sẽ tiếp đón bon mật thì trận đấu này cũng khá là hấp dẫn Đấy à, Ngoài ra Ngày mai còn có cho chúng ta Thêm bốn trận đấu ngoại ngành nữa Khá là hấp dẫn Trận đấu giữa Chelsea à, Tiếp đón Crystal Palace. Đấy Anh em đợi một xíu Loát lại trang một xíu anh em nhé à, Trận đấu giữa Newcastle à, Tiếp đón Fulham Và Arsenal Đến làm khách trên sân Của Tottenham uh, thì, À, Thì Với những trận đấu này Cực kỳ hấp dẫn anh em nhé Những con hàng lớn của chúng ta Sẽ ra sân Đấy à, Trận đấu à, Là của serie a thì uh, mình đã làm cho anh em rồi trận đấu sớm đã làm cho anh em rồi còn trận đấu giữa inter gặp uh, verona thì mình sẽ làm tiếp theo đây cho anh em uh, mình xem la liga có trận đấu nào hấp dẫn nữa không trận đấu giữa osasuna gặp uh, maloka này cũng khá là hấp dẫn hay là real Sociedad sẽ tiếp đón Athletic cũng cực kỳ hấp dẫn này anh em nhé uh, trận đấu này mình sẽ làm cho anh em uh, ngoại ngành đi trận đấu giữa Brentford gặp Bun Mật. Đấy. Thì đây anh em có thể xem đây là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội. À, ở cái đội hình này thì chúng ta xem nào. Bên phía của Brentford sẽ ra sân với đội hình 4-3-3. À, vẫn sẽ có Ivan Tony này. À Raya có không? Đấy, hiện tại thì mình chưa thấy sự xuất hiện của Raya là thủ thành này. À Mi. Con hàng Mi của tôi đâu? mì đầu. Ivan Tony 50 50 này. Ồ. Oh. Janssen cũng 50 50. Witser có không? Witser có số 11, pizza có này. À uh, Embeul này, Embo này có này. Anogat uh, cũng được, con hàng này cũng mình đang thấy là đang thi đấu tốt. Benmi cũng có. Thì uh, đây tất cả những con hàng à uh, mình nghĩ là nổi bật nhất bên phía Brentford đã đều có mặt trên sân đấy thủ thành David Rea này à, tiền đạo Ivan Tony thì 50 50 mình mong là Ivan Tony sẽ có mặt trong cái trận đấu này đấy à, đây là sẽ là một cái nguồn động lực rất lớn cho phía Brentford đấy à, Mi cũng có Ben Mi cũng có này Vitsa có này à, em Mbemo um, có này thì đây đội hình uh, Brentford hôm nay mạnh anh em nhé mạnh đấy <laughs> còn bên phía của bon mật thì sao bên mật là uh, bon mật mình xem nào um, con hàng còn thiếu đi uh, Smith Adam Smith thì uh, thiếu do án thẻ này uh, xem có Solanke không Solanke số 9 có này uh, Mor có này uh, Bill Linh đâu Billing Linh có này À, còn thiếu con hàng nào nó nhỉ Tavet đâu nhỉ Ủa Thành mát Tavet có này oh. Như vậy là đây cũng là một cái Còn thiếu một con hàng nữa Mình sẽ xem trong uh... Đâu nhỉ Mình sẽ chỉ cho anh em con hàng đấy uhm, Anh em đợi một chút Đây Con hàng Marcus này Taveni này Anh em để ý nhá Nếu mà có con hàng này ra sân nữa thì uh, Đội hình của Bon Mật cũng sẽ cực kỳ mạnh Đấy Quay trở lại Cái uh, đội hình ra sân dự kiến Thì hai đội đang đều cho thấy Đều có khát khao chiến thắng trong trận đấu này Nhưng À, mình nghĩ là Brentford đang có một chút nhỉnh hơn Đấy à, uh, Các con hèo còn thiếu 50-50 hết anh em ạ Chỉ có muốn thiếu Smith thôi Adam Smith thôi Còn hàng cũng không quá quan trọng Về cái phong độ Thì uh, phong độ của Bayern Ford đang tốt hơn rất là nhiều anh em nhé uh, Họ uh, sẽ có chuỗi trận bất bại Ít nhất là 5 trận Nếu mà trên cái bảng xếp hạng này Với hai trận hòa và ba trận thắng Đấy, cái thành tích thi đấu của Bayern Ford hiện tại cũng đang rất là ok anh em nhé 18 vòng đấu, họ có cho mình 6 trận thắng 8 trận hòa và chỉ để thua có 4 trận thôi Đấy, hàng công của họ làm việc rất là hiệu quả. Trung bình họ có à, hơn một bàn thắng trong một trận đấu. Đấy, à, và để thủng lưới 28 bàn. Đây là một cái vấn đề về hàng thủ của Brentford. 28 bàn thủng lưới này. Còn bên phía One Mật, họ đang đứng vị trí thứ 16 với 16 điểm. Sau 18 vòng đấu thì họ thắng 4 thôi. Và 4 và để thua tới 10 trận 5 trận gần nhất thì họ cũng chỉ có một trận thắng à, trận thắng trước Everton thôi tiếp đón Everton trên sân nhà và họ có một cái chiến thắng 3-0 còn lại là họ để thua 4 trận hiệu số bàn thắng của họ à, trung bình một trận họ chỉ ghi được một bàn và để thủng lưới tới hơn hai bàn anh em nhé đấy với những cái thông tin như vậy à, thì à, gặp nhau gần nhất năm 21 bỏ qua với những cái thông tin như vậy thì chúng ta sẽ xem qua kèo thì hiện tại um, uh, Brinton chắc chắn là đang chấp rồi mình sẽ tìm cho anh em mình vừa tìm uh... đây không trận là uh, mình xin lỗi anh em làm nhiều quá nó bị lẫn Brentford chứ không phải trận đấu của berington sao chép cho nó nhanh anh em mình uh, vừa với xoay cái kèo uh, Liverpool đấy đây Brentford à, gặp bọn mật đấy Brentford hiện tại đang chấp một anh em nhé và đánh cho Brentford thì anh em sẽ ăn 1.08 à, tài xỉu trận này sẽ là 2.75 tài anh em sẽ ăn 1.05 và xỉu thì anh em ăn 0.85 à, với mức cái mức chấp như thế này À, mình sẽ soi lại xem các uh, cái con hàng, ghi bàn hàng đầu của bên phía của Brentford xem. Ivan thì chắc chắn, Ivan Tony thì chắc chắn là uh, đang dẫn đầu rồi. 12 bàn, hiệu suất ghi bàn cực kỳ khủng khiếp anh em nhé. À, số 19, uh, em Beuno thì đã có cho mình 4 bàn. Vissa cũng đã có cho mình 4 bàn. Uh, Daci Lava. À, hiện tại chưa có mặt trên sân thì có cho mình ba bàn và gian đã có cho mình hai bàn à, nếu mà có thêm gian sân gian sân đây à, với 4 đường kiến tạo tony Ba đấy gian net anh em nhá gian là với hai bàn Các đá khá đồng đều ở hai cánh với hàng thủ à, họ có thủ thành rea và ben mi à, bên à, và pinlock nữa ethan pinlock nữa con hàng uh, Benmi này chưa phải nhận bất kỳ một cái thẻ nào anh em nhé anh biết sự khôn khéo cả kể cả là Ethan Pinock chưa phải nhận một cái thẻ nào đấy uh, họ có thẻ từ rất sớm đấy đánh chặn ngay từ giữa sân uh, với việc NV uh, Ivan Tony với sáu thẻ vàng Hiki Hiki sẽ không ra sân trong trận này uh, Hiki với bốn uh, thẻ vàng em à, với 4 thẻ vàng Jensen Jensen với 3 thẻ vàng đấy Thì anh biết họ đánh chặn từ rất sớm nên mình nghĩ hôm nay rất khó cho ban mật có thể có được bàn thắng cho trận này à, Brentford mình nghĩ sẽ giành chiến thắng với cách biệt một bàn 1 không hoặc có thể cũng là 2 không đấy đấy là những cái tỷ số mình đánh giá là dễ xảy ra nhất trong cái trận đấu này thì chúng ta cùng xem đấy nhà cái đánh giá như thế nào anh em nhé toàn trận đấy hiện tại thì nhà cái đang đánh giá tỷ số một không và hai không là hai cái tỷ số dễ xảy ra nhất anh em nhé cho bọn uh, Brentford thì đây cũng chính là cái tỷ số mình muốn anh em tham khảo à, cái tỷ số một đều mình nghĩ rất rất khó có thể xảy ra như phân tích của mình vừa nãy cho anh em đấy bên phía của à, bon mật các con hàng ghi bàn hàng đầu của họ thực ra là cái hiệu suất ghi bàn của họ nó không cao đấy à, bin linh hay là more hay solanke họ không có quá nhiều cơ hội để có thể ghi được bàn trong trận đấu này đâu khi mà họ bị đánh chặn từ khu vực giữa sân rồi và họ sẽ phải đối mặt với thủ thành à, bên phía của brandport là rea À, trước khi đối mặt với thủ thành họ sẽ phải đối mặt với Benmi hay là những pin knock đánh chặn ngay từ giữa sân rồi anh em những con hàng cực kỳ lắm thẻ này họ đánh chặn ngay từ giữa sân rồi rất là khó thì đấy với những cái thông tin như vậy thì anh em nên đi vào cái mã kèo Brentford chấp 0.75 hoặc chấp 0.5 này thay vì anh em đi một à, đi một thì cái tỷ lệ hòa anh em nó sẽ khá là cao đấy chúng ta cần một cái chiến thắng thì chúng ta nên đi cái kèo chấp 0.75 hoặc chấp 0.5 này anh em nhé có cả kèo chấp 1.5 này 1.75 này thì với những cái kèo 1.75 như thế này thì nhà cái đánh giá Ford cực kỳ cao anh em nhé nhưng mình vẫn muốn một cái sự an toàn đấy anh em có thể chờ cái kèo 0.75 này lên rồi anh em anh em đánh cái kèo 0.75 này hoặc nếu an toàn hơn anh em có thể đi cái kèo 0.5 này Đấy Chúng ta sẽ ăn Thay vì chúng ta hỏe à, Tài xỉu trận này thì mình đang thiên về một cái xỉu Với việc 2.75 này thì mình sẽ thiên về một cái xỉu Đấy à, Để chắc chắn anh em cũng có thể đánh cái xỉu 3 Cho mình Lựa chọn cái xỉu 3 cho mình Còn nếu Đấy anh em chơi ngoài cò thì chắc chắn là sẽ không có những mã kèo này rồi À, mình sẽ lựa chọn à, cái mã kèo chấp 1 cho anh em và cái mã kèo 2.75 này cho anh em kể cả là mã kèo chấp 0.75 này lên kèo chính thì mình vẫn sẽ đẩy cái mã kèo chấp 1 này cho anh em đấy à, mình ăn hai đầu mà mình không bao giờ thua đấy <laughs> mình làm cò và mình khuyên anh em nên có một trang chơi thì anh em hiểu vấn đề như thế nào rồi đấy đấy là hai mã kèo đầu tiên cũng như là các mã kèo tỷ số đấy anh em có thể ghi các mã kèo tỷ số về góc và thẻ trận <laughs> này sẽ có tải thẻ đây anh em ạ mình sẽ xem thẻ phạt bây giờ đang là bao nhiêu thẻ phạt bây giờ là 3.0 sẽ có tải thẻ đấy anh em ạ anh em nên đấy nên ghi cho mình cái mã tài thẻ bên phía của ờ bon mật đấy mình sẽ xem nào À, những con hàng lắm thẻ nhất của họ con hàng Smith thì uh, đang bị ăn uh, thẻ rồi không thể ra sân trong này à, uh, uh, số 6 đang có cho mình 5 thẻ Lema đang có Lema đây số 8 đang có cho mình 3 thẻ uh, con hàng uh, tiếp theo số 17 đang có cho mình hai thẻ đấy và bên phía của Brentford thì mình vừa nói với anh em rồi Ivan 6 thẻ đấy hickey không có mặt trên sân à, 4 thẻ mo ba thẻ à, 4 thẻ nhân Sơn ba thẻ đấy và cái cánh này cũng là cánh của uh, Bin luôn anh em nhé và Morea luôn thì trận này anh em có thể nếu Brentford ghi bàn sớm anh em có thể ghi cái mã cả cái mã uh, thẻ cho Brentford nữa Đấy, trước hết thì anh em cứ vào cho mình cái tài thẻ 3 đã. Đấy. Cứ tài thẻ 3 hoặc có thể vào hẳn cái kèo thẻ 3.5 này. À, ăn tỷ lệ ăn 1.25 anh em nhá. Đánh 1 triệu anh em sẽ ăn 1 triệu 250 000 Ok thì đấy là tất cả những cái mã kèo à mà Khánh muốn chia sẻ đến cho anh em trong cái trận đấu giữa Brentford và Bournemouth sẽ diễn ra vào lúc 00:30 dạng sáng ngày mai. Uh, nếu anh em muốn để nhận được những cái mã kèo chốt của Khánh anh em có thể liên hệ trực tiếp với Khánh qua Zalo cũng là Telegram để Khánh có thể hỗ trợ anh em những mã kèo đấy Khánh xin nhắc lại một lần nữa nếu anh em lên trên YouTube của Khánh tham khảo tất cả chỉ là tham khảo thôi anh em nhé mình có thể khi có đội hình ra sân chính thức mình có thể bẻ cầu bất cứ gì một lúc nào nên anh em không nên đấy lấy những cái mã kèo ở trên YouTube của Khánh để đầu tư À, ví dụ như trận Aston Villa hôm qua đấy những người anh em bên ngoài mình nói luôn là với cái đội hình như thế thì mình với tất tay cho lít còn khi mà đã có đội hình chấn, à, chính thức thì mình không đánh cho lít nữa anh em nhé Đấy mình sẽ 50 50 không đánh không đánh cho lít nữa đấy Mặc dù hôm qua lít thi đấu mình nghĩ là tệ nếu mà đúng sức rất là nhiều cơ hội ngon ăn nhưng họ không thể l và một pha chích va phút 45 cộng. Rất là đáng tiếc. Ok thì có lẽ là Khánh xin kết thúc cái video này đây thôi. Đấy nếu anh em muốn nhận được những mã kèo từ Khánh cứ liên hệ trực tiếp với Khánh qua Zalo nhờ Telegram anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào các trận đấu tiếp theo.